Xin chào và chào mừng các bạn đã đến với kênh Way Too Weird Horror. Bước sang năm 2024, làng phim kinh dị sẽ tiếp tục đón chờ những bom tấn trên màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ. Vậy thì ngày hôm nay, hãy cùng Way Too Weird chúng mình tổng hợp những bộ phim kinh dị đáng mong chờ trong năm 2024 nhé. Let's go! Bộ phim mở đầu với một gia đình nhỏ, 4 người cùng nhau dọn dẹp, sửa sang cho căn nhà ở vùng ngoại ô. Phía sau sân nhà là một chiếc hồ bơi, và đây cũng chính là nơi mọi chuyện bắt đầu. Cả nhà đã từng vui vẻ, thoải mái chơi đùa trong hồ bơi mà không hề cảm thấy điều gì khác lạ. Nhưng một ngày, khi con gái lớn trong nhà cùng bạn cũng đang chơi đùa trong bể bơi ấy, thì hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy đến. Marco, Paolo là hai cái tên được xuất hiện liên tục trong đoạn trailer. Đây cũng chính là trò chơi ở bể bơi điển hình tại Mỹ với quy tắc giống như nhắm mắt đuổi bắt. Sau vài vòng chơi, anh bạn vì muốn chơi khăm cô bé nên đã rời khỏi bể bơi trong im lặng. Một mình ở bể bơi, cô bé vẫn trong tâm thế của trò chơi, nhắm mắt gọi tên người bạn liên tục. Nhưng sau nhiều lần gọi, cô bé không nhận được một lời hồi đáp nào. Ánh đèn tại bể bơi cũng bắt đầu nhập nhằng lạ thường, không nghe thấy tiếng bạn mình. Cô bé mở nhẹ mắt, nhưng lại cảm thấy có ai đó động đậy ở dưới chân. Tưởng là bạn trêu, cô lặn xuống, nhưng màn đêm khiến bên dưới bể bơi chỉ một màu đen kịt đáng sợ. Hoảng hốt ngoi lên khỏi mặt nước và gọi tên bạn một lần nữa. Lần này, thật sự đã có lời hồi đáp. Nhưng đi kèm với đó là màn kéo chân xuống bể bơi bất ngờ, khiến cho khán giả dựng tóc gáy. Từ câu chuyện về cuộc sống gia đình bình thường đã biến thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Không chạy, không lặn, không cứu hộ và không bơi sau khi màn đêm buông xuống. Bơi đêm chạm đến nỗi sợ hãi sâu thẳm của bất kỳ ai mỗi khi bước chân xuống hồ bơi, rằng họ sẽ bị mắc kẹt ở dưới nước. Bơi đêm được đạo diễn và viết kịch bản bởi chính ekip của phim ngắn cùng tên, Bryce McGuire và Rob Blackhurst. Bộ phim được sản xuất đồng thời bởi James Wan, nhà làm phim đằng sau loạt phim Saw, Insidious và The Conjuring, và Jason Blum, nhà sản xuất của các bộ phim Halloween, The Black Phone và The Invisible Man. A Quiet Place Day One là phần tiếp theo của loạt phim kinh dị nổi tiếng A Quiet Place. Bối cảnh diễn ra là những ngày đầu tiên sau khi trái đất bị xâm chiếm bởi các sinh vật ngoại lai. Bộ phim sẽ tiếp tục mang đến sự căng thẳng và áp lực cho người xem khi thế giới đối mặt với một thảm họa khủng khiếp. Nơi âm thanh sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất. Với lần trở lại này, đạo diễn Michael Sanowski sẽ thay thế cho John Krasinski. A Quiet Place Day One có sự góp mặt của dàn diễn viên gần như hoàn toàn mới, do Lupita Nyong'o, Joseph Quinn của Stranger Things và Alex Wolff dẫn đầu. Jimon Hansu cũng sẽ trở lại sau vai diễn trong A Quiet Place Part 2. Bộ phim dự kiến sẽ phát hành vào ngày 8 tháng 3 năm 2024. Imaginary là một bộ phim kinh dị mới của đạo diễn Jeff Wadlow, người từng thực hiện các phim như Five Nights at Freddy's và Megan. Câu chuyện của Imaginary tập trung vào Jessica chuyển về ngôi nhà thời thơ ấu cùng gia đình. Cô con gái út Alice đã gắn bó kỳ lạ với một con gấu nhồi bông tên Chauncey mà cô bé tìm thấy ở dưới tầng hầm. Alice bắt đầu chơi với Chauncey, xong những trò chơi bắt đầu trở nên nguy hiểm. Khi hành vi của Alice ngày càng lạ, Jessica đã can thiệp chỉ để nhận ra rằng Chauncey không chỉ là một con gấu nhồi bông. Bộ phim dự kiến sẽ ra rạp vào ngày 8 tháng 3 năm 2024. Là phần tiền truyện của loạt phim kinh dị kinh điển, The First Omen đi sâu vào nguồn gốc của thế lực ma quỷ. Câu chuyện rùng rợn này khám phá những lời tiên tri cổ xưa và cuộc chiến chống lại thế lực đen tối. Một người phụ nữ trẻ người Mỹ được gửi đến Rome để bắt đầu cuộc đời phục vụ nhà thờ. Nhưng gặp phải bóng tối khiến cô phải đặt ra câu hỏi về đức tin của mình và phát hiện ra một âm mưu khủng khiếp, hy vọng sẽ mang đến sự ra đời của ác quỷ hiện thân. Bên cạnh The First Omen, một thương hiệu kinh dị đáng mong chờ khác cũng có màn tái xuất, chính là Alien Romulus, ra mắt từ năm 1979. Cái tên Alien chưa bao giờ hết hot khi thống trị cả phim ảnh lẫn trò chơi điện tử trong suốt nhiều năm qua. Bộ phim sẽ tiếp tục khám phá những bí mật đáng sợ ngoài vũ trụ, cùng cơn ác mộng mà đám quái vật không gian mang đến cho những con người xấu số. Alien Romulus sẽ lấy mốc thời gian giữa Alien 1979 và Aliens 1986. Cha đẻ của Alien, Ridley Scott, đóng vai trò giám đốc sản xuất. Vị trí đạo diễn thuộc về Fede Alvarez, người đứng đằng sau thành công của hai phần phim Don't Breathe và Texas Chainsaw Massacre năm 2022. Dàn diễn viên có sự góp mặt của hai cái tên trẻ tiềm năng là Kaylee Spaney và Isabella Merced. Tarot là một bộ phim kinh dị siêu nhiên sắp ra mắt của Mỹ do Spencer Cohen và Anna Halberg viết kịch bản và đạo diễn, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên vào năm 1992 của Nicholas Adam. Phim có sự tham gia của Harriet Slater, Aidan Bradley, Avantika và Jacob Patelin. Cốt truyện tập trung vào một nhóm bạn đại học bắt đầu chết theo những cách có liên quan đến vận may của họ sau khi đọc lá số tử vi của họ.
Trước khi thời hạn kết thúc, họ phải cùng nhau khám phá được bí mật của những lá bài. Phim dự kiến sẽ được Sony Pictures Releasing phát hành rạp vào ngày 10 tháng 5 năm 2024. Welcome to Derry là một bộ phim truyền hình kinh dị sắp ra mắt của Mỹ, được phát triển bởi Andy Muschietti, Barbara Muschietti và Jason Fudge. Nó đóng vai trò là phần tiền truyện của It 2017 và It Chapter 2 2019. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết It năm 1986 của Stephen King. Bộ phim dự kiến sẽ được phát hành vào năm 2024. Sau cái chết của người cha ghẻ lạnh, Iris do Freya Allen thủ vai biết rằng cô đã thừa kế một quán rượu cũ hàng thế kỷ. Cô tới Berlin để nhận dạng thi thể của cha mình và được gặp luật sư để thảo luận về tài sản. Cô ngây thơ không biết rằng khi khế ước được ký, cô sẽ bị ràng buộc chặt chẽ với một thực thể kỳ lạ được cư trú dưới tầng hầm của quán rượu, Buckhead, một sinh vật có khả năng thay đổi hình dạng, có thể biến hình thành người đã mất. $2,000 tiền mặt cho 2 phút với sinh vật này là tất cả những gì những người thân yêu đang tuyệt vọng có thể xoa dịu nỗi đau của họ. Neil, do Jeremy Irvine đóng, là người đã mất vợ, là khách hàng đầu tiên của Iris. Giống như cha của mình, Iris đã bị cám dỗ khai thác sức mạnh của sinh vật này và giúp đỡ những người tuyệt vọng với một cái giá phải trả. Nhưng cô sớm phát hiện ra việc vi phạm quy tắc 2 phút có thể gây ra hậu quả đáng sợ. Cùng với người bạn thân nhất của mình, Katie, do Ruby Barker thủ vai, Iris đã chiến đấu để giữ quyền kiểm soát Buckhead và tìm cách tiêu diệt chúng. Trong Ghostbusters, Frozen Empire tiếp tục câu chuyện sau nhiều năm từ khi ngăn chặn một cuộc tấn công xuyên không thời gian ở Somerville, Oklahoma. Các Ghostbusters kỳ cựu sẽ phải hợp lực với những tân binh của họ để cứu thế giới ở thành phố New York khỏi một kẻ thù mạnh mẽ đến chết người. Xuất hiện ngay sau Saw 10 năm 2023, Saw 11 sẽ phát hành vào mùa thu năm 2024. Sự trở lại của loạt phim Saw nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình. Nhiều người khen ngợi diễn xuất mạnh mẽ của Tobin Bell. Nhà sản xuất Aaron Coles tiết lộ rằng Saw 11 sẽ diễn ra ngay sau các sự kiện của phần phim trước, theo sau Jigsaw và Amanda khi họ tiếp tục trút cơn mưa phán xét đẫm máu lên những nạn nhân vô tình. Return to Silent Hill kể về một chàng trai tên là James đã bị suy sụp sau khi bị chia cắt khỏi người bạn tâm giao của mình và nhận được một lá thư bí ẩn khiến anh trở lại thị trấn tên là Silent Hill, nơi anh hy vọng sẽ tìm thấy cô ấy. Tuy nhiên, anh phát hiện ra rằng thị trấn này đã bị thay đổi bởi một thế lực độc ác nào đó. Và khi anh đi sâu hơn vào thị trấn, anh tìm thấy những nhân vật đáng sợ, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nghi ngờ sự ổn định tinh thần của bản thân, anh cố gắng hiểu thực tế và hy vọng có đủ sức mạnh để giải cứu người mình yêu. Bộ ba sử thi của T-West về máu và sự tàn sát của hai người phụ nữ đầy tham vọng sẽ tiếp tục trong Maxine năm 2024. Trong phần cuối cùng của bộ ba phim, Maxine hứa hẹn sẽ mang đến nhiều màn trình diễn máu lửa, kịch tính và gay cấn hơn từ nữ diễn viên chính Mia Goth. Maxine lấy bối cảnh sau các sự kiện của X, theo chân Maxine khi cô tiếp tục con đường nổi tiếng tàn nhẫn của mình. Phần sắp đặt cuối cùng sẽ có dàn diễn viên toàn sao gồm Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Halsey, Michelle Monaghan và Lily Collins. The Stranger Chapter 1 được tạo dựng dưới bàn tay của đạo diễn Renny Harland của các bộ phim nổi tiếng như Cliffhanger, Die Hard 2, The Exorcist The Beginning. Bộ phim xoay quanh một người phụ nữ trẻ do Madeleine Pest thủ vai trong chuyến đi chơi cùng chồng sắp cưới của mình. Nhưng khi họ dừng lại ở một nơi nghỉ dưỡng hẻo lánh trong rừng, họ đã trở thành con mồi của một nhóm người lạ đeo mặt nạ độc ác tấn công. Terrifier của Damien Leone là một bộ phim kinh dị kinh phí thấp đã gây sốc cho khán giả với câu chuyện lật đổ và máu me vào năm 2016. Phần tiếp theo của nó, Terrifier 2 năm 2022, được xem là một trong những bộ phim đáng sợ nhất trong thể loại kinh dị hiện đại. Vì vậy, Terrifier 3 hứa hẹn sẽ trở lại đậm sắc với nhân vật phản diện Art the Clown. Nếu các bạn đã từng xem qua The Lighthouse hay The Witch, hẳn sẽ không còn quá xa lạ với cái tên đạo diễn Robert Eggers. Lần này, ông ấy sẽ quay trở lại thể loại phim kinh dị với tựa phim Nosferatu. Bộ phim tái hiện lại câu chuyện Ma Cà Rồng. Dàn diễn viên bao gồm các diễn viên kinh dị kỳ cựu Bill Skarsgård, William Dafoe, Nicholas Hoult cũng như là Lily Rose Depp và Aaron Taylor-Johnson. Lisa Frankenstein là một bộ phim đầy sáng tạo khi truyền tải một câu chuyện cổ điển một cách hiện đại hơn. Một chuyện tình Rage sắp ra mắt của nhà văn nổi tiếng Diablo Cody, nổi tiếng với tác phẩm Jennifer's Body, kể về cô thiếu nữ Lisa đang hẹn hò với người yêu thời trung học của cô, người tình cờ lại là một xác chết đẹp trai. Sau một loạt tình huống kinh hoàng vui nhộn khiến anh ta sống lại, cả hai bắt tay vào một cuộc hành trình giết người để tìm kiếm tình yêu, hạnh phúc và một vài bộ phận cơ thể bị mất tích trên đường đi.
Đó cũng là toàn bộ list phim kinh dị đáng mong chờ trong năm 2024. Mọi người còn biết thêm những bộ phim nào thì hãy chia sẻ cho chúng mình biết ở dưới phần comment nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Đừng quên để lại một like, share và subscribe cho kênh YouTube Way Too Weird Horror. Way Too Weird out.